Anh em, hôm nay thì mình đang có 10 mê anh em ơi. Các bạn vào sử dụng mình dành nhận quà free mỗi ngày nha. Anh chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng anh em này. Thì vốn mình hôm nay 10 mê ấy, một số vốn rất to anh em ơi, rất to luôn nha. Thì mình sẽ vào đây anh em ơi. Mình sẽ chơi game gì anh em ơi. Con game rất thọ tiền này anh em. Đấy, con game bài đổi thưởng Long Hổ anh em ơi. Thôi, đéo đánh bài Long Hổ đâu. Đánh sóc đĩa. Khó ăn lắm. Nổ bắn cá đi anh em. Chơi bắn cá ấy, anh em ơi. Pow đi. Khóa. Đây rồi. Kỳ vọng nó cho thắng thôi anh em ạ. Đừng có toang là được. Con cóc này là mình thường nổ là nổ 1v2 anh em. Mà xuống gần xuống dưới 1v2 mà nó đéo nổ với nó toang đấy anh em. Đéo nổ luôn là toang. Ấy giảm may mà nó còn nổ này. Ít ra thắng rồi, nổ là thắng rồi. Anh em đừng có thấy những con đẹp lồng lẫy ấy là các bạn cứ bắn nha. Những con đẹp lồng lẫy nó càng nổ nổ thấp đấy anh em ạ. Con đẹp nó có càng nổ thấp đấy anh em. Và với lại là nó những con nó khó, khá là khó bắn ấy, khá là khó nổ nữa. Con này nếu nổ là được 2 mê anh em này. Còn nó nổ hay không nó điều quan trọng anh em ơi. Kỳ vọng nó nổ để mình ăn thôi à. Nhưng mà tình hình nó đéo nổ rồi. Mày nó đi ngang một vòng ấy. Đây rồi. Nổ nha anh em ơi. Nổ nha, mày đấy. Lên này đấy anh em ơi. Đây này, bắn cái này cũng được anh em. Cái này thì nổ có thể nó nổ hũ. Nhưng mà không biết nó nổ hay không thôi. Nếu cái này nổ là nổ hũ nha. Nhưng mà tình hình này đéo ổn rồi. Thua chắc rồi đấy, đánh bắn con game này. Con này mình thấy sai lầm rồi. Đấy anh em thấy không? Đừng có thấy những con đẹp 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 mà con bắn. Đấy thua luôn đấy anh em. Từ cái thế đang thắng mà bây giờ thua luôn rồi đấy. Đó pha nó nổ rồi nhưng mà nổ đéo được bao nhiêu. Nên em phải chọn con đúng kìa. Chọn con sai cái này em toang ngay à. Nga nó kìa. Chịu luôn đấy. Bắn cái nào đây. Con cá nó có ăn thế. Mẹ thắng một mê rồi. Đen quá. Nhiều con ấy là các bạn hên mà các bạn chọn những cái con mà nó bắn trước đó có người bắn anh nhưng mà nó chưa kịp nổ ấy thì tí nữa các bạn bắn 1 2 phát thôi nó nổ một cái ấy. Lúc đấy các bạn lãi rất to nha. Mà thật sự mà nói đéo thể biết được cái con đéo nào mà nó trước đó bắn được bởi vì là nó giống giống nhau gần như giống nhau. Ôi mày nó nổ này. Cuối đường hầm nó lại có tia sáng. Mày nó nổ anh em, những cái con này nổ được có 500 ngàn thôi anh em. Nhưng mà khó nổ mấy đạn đấy. Thành ra những con đó mình đéo mấy khi bắn đâu. Bởi bắn nó nổ đéo được bao nhiêu. Đừng nói lại thua thì em nhà thôi đánh ván poker xem sao đi. Đánh kiểu nó xui quá. Đây ngon này. Ngon rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ngon, vừa nói ngon cái nó cho thua luôn. Chịu. Bố mạnh chịu tụi mày ấy. Còn đéo đánh nữa. Giờ bên nó có ván này nói cho ăn mình ăn không này. Trời ơi tình hình là toang rồi đấy. May anh em đã bắn khóa bao ấy. Là khóa ấy. Chứ không mà ví dụ anh em bắn vào trong đéo khóa bao ấy là lúc đấy anh em dễ thua lắm. Nhiều khi các bạn cả chơi lật bài poker cả đánh cái game này nó đéo cập nhật tiền kịp ấy. Thì nhiều lúc như vậy là các bạn nó để tránh được nó soi game lật bài poker này anh em. Nó là mèo đánh của mình thôi. Chứ đương nhiên là không phải khi nào cũng đúng được. Khi nào nói gì nói như đánh là đánh game miên xui này cần yếu tố là hên may mắn thôi anh em ạ. Vì đã đeo may mắn ấy, chơi thì đéo đâu mà thắng nó. Em công nhận được không? Phải may mắn thôi anh em ơi. Đéo may mắn không có gì thắng được nó đâu. À nó kìa thua một chuỗi luôn đấy. Đen thì chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Game miên xui mà. Mỗi ngày mình chỉ cần thắng tầm 2 đến 5 mê là mình nghĩ được rồi. Và lúc nãy rồi đã thắng nó cái đéo gì đâu anh em. Đây này, 3 mê đấy anh em ơi. Được không này, nổ không? Bắn mấy đéo này toàn sai lầm anh em ạ. Con boss này xem sao nè. Boss này nổ nổ được 2 mê lúc này mình nói rồi đấy. Con nổ được không thôi.
Bây giờ xuống dưới chưa đến 11 m là mình mà nộ thì mình lại ấy. Tính cả ván trước rồi là mình lại ấy. Mà sợ nó đéo nộ thôi. Đéo nộ là mình thua tất cả những cái mình bắn vào nó anh em. Đây rồi, may nó nộ này. Mặc dù không thắng được bao nhiêu nhưng mà ít ra nó cũng nộ là ngon rồi. Còn hơn là mất trắng mà đúng không anh em. Game mình xui là như vậy thôi, kỳ vọng cứ kỳ vọng nhỏ nhỏ thôi. Cái kỳ vọng to quá nó đéo được đâu. Cái vấn đéo này như nào này. Đây rồi, may nó thắng này. May nó thắng đây anh em. May nó thắng đấy. Ván này đéo bên như nào đây. Nó thắng nổ một cái là nghĩ luôn ấy. Nó nổ mà kiểu nó vẫn lãi ấy. Lên 13 mê lại nghĩ luôn. Chứ lúc nãy giờ mình tham quá. Đáng này mình thắng lâu rồi kìa. Ván poker nữa đây. Đây rồi, ngon này, lên lại 13 mê này. Lên lại 15 mê luôn thì ngon. Trời ơi, tham kìa, tham là toang thật anh em ạ. Tham là toang thật đấy. Đúng thật anh em ạ. Ông tham là giúp mình ra đảo thật đấy chứ. Ngoài thắng này mà mình còn tham tham đánh nữa chứ anh em. Mình chịu mình luôn đấy. Đây rồi, nghĩ nghĩ anh em ơi. Thắng rồi mà. Việc đéo mình tham nữa đúng không? Thắng 30 là ngon rồi, 34 chứ. Ngon này nghĩ anh em ơi. Thôi, video này mình tốt nha. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký nha em ơi. Bye bye anh em.